chỉ ngủ, anh hứa với em chỉ ngủ chứ anh có làm gì đâu. Em có làm gì đâu, em có làm gì đâu. Có thầy mà. Đấy. Đúng rồi, là anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Đấy. Đúng rồi, là anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Hello. Mày biết à, mày không biết thay tao làm cái công cụ của mình. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sinh Đôi anh em. Đấy, tiến bộ đấy, nói chung lần sau rút kinh nghiệm chưa. Sau đấy tao chào mà làm sủa ngay, mày cứ im mồm. Nói chung tiếp tục quay trở lại cả clip của anh em mình đấy. Mọi người nhìn thấy gì đâu. Đấy, có là nói chung là những cái này là chỉ là những ai mà hay dùng thì biết rồi. Còn những cái bạn gọi là tuổi trẻ 18, tôi chưa 18 ấy đấy. Là nói chung không biết cái này đâu. Mình cũng nói thật mọi người là nói ai thì tin tin thôi, nhưng thật sự là mình nhìn ít, rất dĩ ít nhờ nhìn cái này luôn. Từ lúc ở mình trên văn thật thì mình mới được nhìn, chứ thật sự không giờ mình dùng cái này. Đấy thì với mình cả Diễm có. Ô mày không biết luôn này. Thôi nói chung là anh em mình ngây thơ vô sự tội đúng không? Anh em mình gọi là chả cứ biết cái gì, anh em chỉ biết là gọi là trên dưới thôi chứ không cần biết là cái này là cái gì đúng không? Đấy thì nói chung là Diễm có bảo mình bảo anh Toại ơi, mọi lần bọn anh Toại đi chôn em thôi bây giờ, hay là hôm nay em với anh thử chôn cái con lợn nhà nó, là con lợn nhà nó là thằng Tuyền ấy đấy. Ê mình bảo thôi thỉnh thoảng chán cơm thì thèm phở một tí đúng không? Bây giờ chẳng lẽ cứ chôn mãi mãi anh cũng thương xót gì không? Đấy thì đây là một cái que thử thai đấy, thì Diễm bảo là mang về để gọi là mua về thử Tuyền giả vờ là có thai, xem Tuyền phản ứng như nào. Nope. Để xem Tuyền có bảo là phá hay không đấy. Thì tí nữa mình sẽ vẽ vào cái đây là hai vạch là nghĩa là có con đấy, nhưng mà thực chất là bây giờ nó mới mua vẫn chưa bóc luôn, nó chỉ là một vạch thôi anh ơi. Thế nhưng mà nó phá thì làm sao? Đầu tiên là tính anh và tính Tuyền như nhau, gia đình anh nhá, không có bằng có chuyện phá, hiểu không? Cái gì này, yêu thì đẻ, yêu thì cưới, cứ chưa thì đẻ đấy, nói chung câu ấy quen thuộc của anh rồi. Đây. Cái gì em sao nào? Cái này là cái đựng nước đáy sao nhỉ? Thôi nói chung tao không biết đấy. Em cũng chả giờ. Rồi đúng rồi, đây. Vẫn nguyên tem nguyên bảo hành nha mọi người nhá. Tí nữa mình sẽ bóc ra, mình sẽ vẽ đây. Cái vạch đỏ thứ hai vào. Không có hướng dẫn, trước tao trên văn thật tao dùng nhiều rồi. Trên văn giang dùng nhiều rồi đấy. Thì bây giờ chuẩn nó đang bên quán thì bây giờ mình sẽ gọi nó sang để thử xem nó như nào nhá. Mình sẽ là thằng ở bên ngoài mô kích bảo là phá đi, nhưng thực chất là trong người mình là không có cái chuyện mà là phá hay gì cả nhá. Thì nói chung là đối với riêng ai mình không biết, nhưng mà riêng với anh em mình và gia đình mình nhá, chữa là đẻ, không có chuyện là phá nhá. Đấy, nên là mọi người đừng nghĩ là anh em mình là có như cái chuyện là phá gì cả. Đấy, nói chung là anh biết thừa là Tuyền là nó sẽ chắc chắn là nếu mày bảo có nó sẽ bảo đẻ rồi. Nhưng mà anh sẽ thử mô kích là bảo là phá xem nó như nào nhá. Ok. Bảo là giờ không có tiền đâu mà nuôi. Đúng rồi, thì không tiền nuôi đấy, giờ mà không tiền nuôi xem Tuyền như nào nhá. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ ra gọi Tuyền nhá. Là bây giờ mày vẽ vào đi để anh xem gọi nó. Gì cái thằng được cái bánh trong tham. Nói chung Diễm bảo là Diễm bảo là có chuyện muốn bảo gì mày. Ừ, nói nhanh chậm chạp nhỉ. Tao bảo mày tăng tốc độ sống lên nên làm cái gì làm, cứ lúc nào mày nhanh nhẹn lên hiểu không? Lúc nào chậm chạp lên rùa ấy. Nói luôn. Cái gì? Em thai rồi. Thai gì? Em có thai rồi. Thai nào? Cái gì cơ? Cái gì? Em có thai à? Em cứ đùa anh. Làm gì chuyện có thai. Anh nhớ đêm nào anh cũng chỉ ngủ, anh không làm gì, hiểu không? Em nói thai vô lý. Đưa tao nước tao lấy cái giảm sóc cho mày. Sao anh cứ như là đùa ấy nhở? Nói thật cứ như là đùa ấy nhở? Anh không tin à? Kinh nghiệm đẩy mình lên rồi. Em bảo có thai thì hơi vô lý. Thế anh nhìn đi. Nhìn cái này, em cứ để mình tính lúc nào. Anh nhìn đi, hai vạch nhiều loại rồi. Anh nhìn rồi, toàn người đang nói hai vạch là không có con nhỉ? Điên à, hai vạch này, hai vạch nó in sẵn rồi. Mua về đã có này rồi, cái hẹ khi em lấy đâu em bóc ra em tô vào. Nói như là đùa, anh em không đùa đâu. Anh đã bảo em rồi. Anh đã bảo anh chỉ nhớ đêm nào anh cũng chỉ ngủ, anh hứa với em anh chỉ ngủ chứ anh có làm gì đâu. Em có làm gì đâu, em có làm gì đâu. Có thầy mà làm được đâu. Mày hứa mày ngủ đúng không? Ừ. Nhưng mà thằng em mày nó có hứa là nó ngủ hay không? Không. Ừ, đấy. Đúng này là anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Đấy. Đúng này là anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Ừ, anh thằng đàn ông anh dám làm xong anh không dám chịu. Nè, thằng đàn ông nói thật. Bây giờ nó đang xảy ra việc nghèo ở đấy. Ừ. Dám làm nó chịu, quân tử mà. Đấy. Làm cho nó đầu tiên một vạch hứa lên hứa xuống mãi. Anh không bao giờ cho cái chuyện hai vạch, bây giờ nó hai vạch rồi mày. Tự tính nhá. Mình xuất nhiều tại chỗ kia này của mày. Mày
Nope. Này, người yêu không có nha. Không không không, khoan anh từ từ, anh đang giấu này là anh loạn em tính đấy. Từ từ có cách giải quyết của nó, chứ không phải nóng vội đây lắm. Đấy, bây giờ anh giải quyết nào thì anh giải quyết đi. Được biệt đấy. Hả? Mày xem đi. Bố biết mày bây giờ mày xem mình có gì trong tay chưa? Bây giờ nhớ ngày mẹ được ăn mỗi một bữa, có ngày là không ăn được bữa nào. Tiền về nuôi hai thằng cũng xong, về lại có thêm hai con lợn của nó ở trên phòng. Ôi trời xong, để tao nói, ông trời phản bác tao. Đấy, nhưng mà nói chung nhá, bây giờ nhá, tao thân tao không mày chưa nó xong đúng không? Nó lại còn cộng thêm hai con lợn béo ục ịch to hơn cả hai cái đầu anh em mình ở trên phòng nữa. Nope. Thế bây giờ nuôi tao về không xong luôn, thêm hai cái đấy là bây giờ nuôi tiền đâu mà nuôi cả đứa ở trong kia nữa. À, thế mày nói thế về chỉ lại phá. Không, tao chỉ có nhu cầu, tao bảo mày là bây giờ là không lừa đổ thôi, còn mày làm là mày làm, chứ tao không bảo mày phá, mày hiểu không? Tao chỉ bảo là bây giờ mày không thể, mày không lực của mày không thể lừa đổ nó đâu, còn mày làm là mày làm. Một là đưa về cho bố mẹ nó nuôi, hai là mày tính là mày tính. Em ạ, hình như là thấy nghe em kể bảo nhà ông ngoại em giàu đúng không? Chào, không thôi thôi, theo anh tính này, phá thì không thể phá được rồi. Thì à, bây giờ anh tính là em cứ đẻ ra rồi để cho ông ngoại nuôi, ông bà ngoại nuôi. Thế thà khác thì anh bảo nó đi phá đi. Bây giờ coi mình đẻ ra anh không nuôi, anh để cho ông bà ngoại nuôi anh, rồi thế mày nghe được. Ý là nó nói rất chuẩn. Mày để tao nói, con của mày nhá, mày bé mày không nuôi, mày mang về mày đưa ông ngoại nuôi, thế mày sao nhận ông ngoại làm bố nữa? Tao đã nói xong chưa? Mày nói đi. Tao bảo để ông ngoại nuôi, có nghe là để ông ngoại chăm sóc, chứ không phải là tao trốn tránh trách nhiệm, phải không? Cửa hàng tháng tao vẫn gửi tiền về, xong là tao vô tình hoảng vẫn phải về, tao chơi, tao chăm con. Nhưng mà ý là bây giờ công việc của tao là ở đây, hiểu không? Làm sao tao có thể lo nộp phát trông con đúng không? Thế có nghĩa tao phải gửi, hiểu không? Thế tao hỏi mày tình thương cha mẹ tháng có là sao? Đúng. Anh đã bảo rồi, có phải là mình đi nước ngoài đâu mà mẹ xa nhau cái gì? Mày em cũng thích như thế đấy. Tuần gặp hai lần là bình thường. À, hả? Thế mày biết tại sao thế? Tại sao mà còn làm cho có hai vạch? Hả? Mày biết được như thế tại sao mày để chỉ có hai vạch? Này, tao đã bảo, tao cho đéo biết tại sao luôn. Rõ ràng tao hứa tao chỉ ngủ, tao không làm gì cả. Bây giờ mày không nói mày không biết tại sao thì ngay cả bố tao cũng biết là tại sao bây giờ mày hiểu chưa? Hả? Tối nay anh muốn trốn chạy. Nhưng mà tự nhiên đi thử như này làm cái gì làm? Tự nhiên bây giờ lại mang thêm cái tội vào người. Để tự nhiên cái đầu ánh đàn nuôi tính sau. Đi mua thử làm gì tự dở hoang mang dối, không làm được cái gì. Anh nói thế thì em cũng chịu luôn. Nên nói chung một là mày quyết đi, một là nuôi, hai là ấy đi hủy. Nope. Chọn lại. Thế chả nuôi chứ ai sát sinh thì dở. Một là mày nuôi không phải để ông ngoại nó nuôi mày nữa. Thế thì bán kênh Diễm Xu đi. Nope. Không làm nữa, để em ở nhà em trông. Bây giờ cả hai vợ chồng, ba thằng đều ba kênh, bố thằng nào làm được hết. Bây giờ khán giả nó yêu thích mình, nó mới đăng ký ủng hộ. Bây giờ mình bảo mình bán khán giả đi à? Hả? Thế bây giờ chả lẽ để kênh tiếp xuống ngừng hoạt động một thời gian. Bây giờ nhá, tao có một cái yêu cầu như này, mày có xem mày có đồng ý không mày? Nói đi. Tao mày mặt giống nhau đúng không? Ừ. Mày để tao nuôi nó cho. Ừ, hợp lý. Cái gì? Mày tao nuôi con trong bụng dễ không? Thằng khốn nạn này. Mày không phải là anh tao không hả mày? Thì tao và anh mày thì tao mới nhận nuôi nó, chứ chẳng nghĩa tao đi nhận cho hộ người ngoài à? Hả? Nhận nuôi được tiêu. Nhận nuôi thì mày xong nó gọi tao là bố thì gọi tao thì thôi. Mày bắt đầu chết nha. Ê, nói chung chuyện gia đình mày tự giải quyết đi. Ôi đùa, mày giải quyết rồi. Đấy, thế nhờ. Chuyện của anh thì cả em anh không giải quyết được, anh định nhờ anh gọi. Không, không phải, đó đó, thì mẹ như anh nói để cho tự đẻ bình thường, ok. Đến đầu đấy như bao người khác, chứ không có gửi gắm hay là gì hết. Ý anh là chắc chắn không bao giờ anh phá rồi. Đúng rồi. Đấy. Cái gì? Đúng là ngày lòng ngày lặng buồn nhất là trời đổ cơn mưa là đúng có thật nhỉ? Ừ, trời đấy. Mày đang buồn lắm không? Không đâu, lo lắng thôi chứ không buồn luôn. Đây. Ôi tao là. Ừ, chứ tao mày xem nữa. Trời đổ cơn mưa đấy, trời đổ mưa đấy. Đấy, trời đổ mưa đấy. Trời đổ mưa đấy, trời đổ mưa đấy. 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 Ủa, coi nó bay hết cả bà đâu chứ đấy. Sao dọn đi chứ đấy, sao dọn đi. Tôi lúc đấy mày biết thế nào đấy, tốt không? Có bao giờ lúc chuyện bảo nghỉ đâu mà tâm. Em biết tính này là dùng
kệ nó, tôi sợ đêm thì tối lên tôi không làm gì mày nhé.